mời anh chị mở mặt nạ ra. Chắc là Tường sẽ kêu bằng anh chị thôi. Dạ chào anh. Dạ chào chị. Dạ anh tên là gì ạ? Dạ tôi tên Nguyễn Ngọc Ẩn ạ. Anh quê ở đâu, anh đang làm công việc gì? Dạ tôi quê ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chị ạ. Long An. Dạ hiện giờ thì làm bảo vệ nội bộ cho công ty Sơn Hà ở quận 8. Lên thành phố lập nghiệp lâu chưa? 2 năm rồi ạ. Mới 2 năm thôi. Dạ. Ở Long An là mình còn những ai dưới đó? Chỉ còn có người thân với lại nhà cửa ở dưới. Nhà cửa ở dưới, còn trên đây là về mình ở công ty luôn hay sao anh? Cũng ở chung nhà với con. Dạ, là mình thuê nhà ở. Dạ đúng rồi. Dạ, anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi được 51 tuổi rồi. Dạ. Dạ xin lỗi, cách đây 10 năm. Trời ơi, anh cũng cứ gạt cái nữa thiệt đó. Ủa sao 51 tuổi? 61 tuổi, dạ cảm ơn anh nha. Dạ chào chị. Dạ, chào các bạn. Dạ. Mình tên là Nguyễn Thị Sen. Dạ, chị Sen quê ở đâu? Sinh lớn lên thành phố Hồ Chí Minh này. Ồ, vậy hả chị? Dạ, chị Đa Sen đang làm công việc gì? Hiện tại thì là hưu trí không, chỉ làm thêm thôi. Hưu trí vậy là cũng trên 50. 56 rồi chứ. 56, wow, vậy là chị trẻ nha, nếu mà 56 là chị trẻ à. Hiện tại là về hưu rồi là sống vậy đó, là không đi chơi thôi, vòng vòng thôi. Có đâu, nhưng không đủ sống nhưng phải làm, cũng phải cày. Rồi làm gì giờ, cày gì? Vẫn làm công việc đó, vẫn làm kế toán. Dạ, vẫn làm kế toán. Vậy chắc anh chị là lớn hết rồi, em nghĩ là mình cũng đã có gia đình trước đây hết rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, anh là mình ly hôn bao lâu rồi anh? Dạ ly hôn chắc cũng được tháng này. Cái gì? Dạ. Ủa, tháng này cũng mấy năm trước. Mấy năm trước ly thân. Mới ly hôn 1 tháng thiệt luôn hả? Dạ đúng. Tại hồi nãy anh gạt em lần rồi, bây giờ em không có tin anh nói đó, khổ ghê. Mới ly hôn 1 tháng. Dạ đúng. Là có giấy tờ ly hôn đàng hoàng của tòa án. Dạ. 1 tháng thôi. Dạ. 1 tháng sau rồi đăng ký tham gia chương trình lẻ vậy? Coi như mình cũng là ước muốn trước rồi. Rồi sau này thì yêu cầu những cái thủ tục như vậy, cho nên mình phải hoàn tất những thủ tục đó. Dạ. Có nghĩa là tiền ly hôn là mình đã có cái khâu chuẩn bị bao lâu trước đó à? Dạ trước đó thì cũng cỡ 1 năm, năm mấy rồi. Dạ. Anh có mấy cháu rồi anh? Dạ cũng được 3 đứa con trai chị. 3 con trai hết. Dạ. Chà giống cũng mạnh dữ ha, chà giống cũng mạnh dữ ha. Dạ trai lớn nhiêu, trai nhỏ nhiêu ạ? Trai lớn năm nay chắc cũng được 36. Còn cháu nhỏ cũng được 30. Vậy là có cháu nội hết rồi hả? Dạ cũng được 6 đứa cháu nội. 6 cháu nội. Là 3 con là lập gia đình hết rồi. Dạ lập gia đình hết. Ồ, vậy là bây giờ có đứa cháu nào nãy anh nói sống với anh đó là ai? Dạ đứa rồi, cháu thứ mấy? Đó là cháu út ạ. Cháu út. Dạ. Còn mấy 2 cháu lớn? Rồi cũng có gia đình ở riêng chị. Thành phố hay là dưới Long An? Ở thành phố 2 người, còn ở Long An 1 người. Vậy lý do là sao mà phải ly hôn vậy? Cái thời gian đầu sống rất hạnh phúc, nhưng khoảng 7 năm trở lại đây thì nó có nhiều cái mâu thuẫn rồi không có giải quyết được mâu thuẫn đó. Nhưng mà Tường cũng hơi tò mò một xíu là tại vì nếu như mà anh ly hôn lâu rồi á, dạ, thì Tường lại không có hỏi nhiều, nhưng mà mới ly hôn đây mà anh cũng 62 tuổi, cháu nội tới 6 đứa luôn rồi, thì nó phải một cái gì nó ghê gớm hoặc là nó tích tụ lâu năm lắm thì mình mới đưa ra cái quyết định này. Các Tường nói cũng đúng, cái này nó cũng tích tụ qua nhiều năm và cuối cùng là không thể là sống chung nhau nữa. Ai là người đưa ra cái yêu cầu ly hôn? Bản thân tôi. Con cái rồi có ý kiến gì không anh? Nói chung con cái thì nó cũng vô tư thôi ạ. Nó cũng không có nghĩ là cái việc này thì ảnh hưởng tới nó. Rồi anh định trong cái tương lai, thí dụ giờ tại tỷ bây giờ anh có bạn gái. Dạ. Rồi anh tiến tới hôn nhân nữa thì anh định sống như thế nào? Gặp người mà tâm đầu ý hợp thì chúng tôi sẽ ra ở riêng. Cái mâu thuẫn giữa anh với vợ anh có thể cho một cái lý do mà nó lớn nhất, nhưng mà giọt nước mà tràn ly là như thế nào mà phải ly hôn? Thì tôi cũng làm việc trong một cái công ty như thế đó. Thì cái trách nhiệm của mình đó là phải là kiểm soát và giữ gìn hàng hóa của công ty. Dạ. Rồi va chạm với lại đồng nghiệp. Dạ. Thì một cái hôm đó thì tôi cũng có nói làm việc hơi nặng nề với cái nhân viên đó. Tôi không ngờ là cô gái này lại thuê 2 người và đón đường tôi để đánh. Nhưng lần đánh đó thì tôi cũng né tránh được và tôi cũng là báo với công an. Thì không ngờ là đồng nghiệp tôi lại nói với cái đứa con trai út của tôi á, là tôi lại quan hệ với vợ của người ta, cho nên là vợ người ta thuê người đánh tôi. Mà thực sự là nó không phải vậy. Và con trai út của tôi về nói với lại vợ tôi. Và từ cái vấn đề này là vợ tôi mới đánh giá tôi là một cái con người là không ra gì. Từ đó là càng xa cách. cặp vợ chồng là nó qua một cái quá trình, chứ nó không thể vì một cái sự việc như vậy mà lại quyết định liền. Có nghĩa là nó phải có cái lúc đó. Đúng rồi. Rồi cũng vô cái cá tính của vợ tôi là cố chấp, cảm thông, rồi tha thứ này kia nọ. Rồi trong cái cuộc sống nó cũng tích tụ nhiều cái là chạm tới cái tự trọng của tôi. Mà cũng xin phép hôm nay là tôi, cái chuyện gia đình là tôi cũng ít có kể, cho nên là xin phép khán giả trường quay cũng thông cảm với tôi điều này. Xem cái chương trình này và tôi cũng muốn tìm cho mình một cái người bạn mới để mà giải thoát cho vợ tôi và giải thoát cho tôi. Mình đã ly hôn rồi mà sao dùng từ giải thoát ghê vậy? Ly hôn là mình có nghĩa là sống trước đây thì chịu đựng, ví dụ như vợ tôi chịu đựng tôi và tôi chịu đựng vợ tôi. Cho nên anh nghĩ cái việc ly hôn là để giải thoát cho nhau. Dạ đúng là giải thoát cho nhau. Dạ. Nếu anh có nghĩ rằng anh tham gia chương trình này trong khi mà mới ly hôn có 1 tháng thôi, thì nếu vợ anh biết được thì anh có suy nghĩ rằng là vợ anh sẽ nghĩ gì và đánh giá anh như thế nào không? Hay là anh lên đây tham gia chương trình để mà anh gọi là đáp trả vợ anh, để làm cho vợ anh phải... Không chị ạ, tôi không có một cái ý nghĩ đó. Lên đây với một cái vấn đề là rất là nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi cũng không có một cái ý nghĩ thành thật mà là... Khi nghe câu chuyện của anh chia sẻ thì chị cảm nhận như thế nào? Mỗi người một hoàn cảnh, mình không ở trong hoàn cảnh người ta, mình không thể nào mà phán xét được. Nhưng mà cũng hơi lo lo, tại vì Sen nghĩ là cái thời gian 1 tháng nó quá ngắn đi. Nó trong khi thời gian bao nhiêu năm sống với nhau mà không lẽ chỉ vì một chút hiểu lầm đó mà đổ vỡ thì mình cảm thấy mình nghi ngờ vào tình yêu hôn nhân quá. Thật ra tưởng có thể là nó có nhiều cái câu chuyện nó tích lũy rồi, cái đó là cái câu chuyện cuối thôi, người ta cũng không kể hết cho mình nghe được trong cái lúc này tất cả. Nhưng mà em nghĩ không phải chỉ đơn giản bao nhiêu đó mà dẫn đến ly hôn đâu. Rồi thế bây giờ câu chuyện của chị, em nghĩ chị cũng có một câu chuyện gì đó nó cũng gây cấn đây. Nói chung là chuyện của mình thì nó cũng nhạt lắm. Tại vì từ đó giờ mình cũng chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Mối tình để bắt vai mình chưa có, mối tình để bắt vai mình chưa có. Thiệt hả chị? Lúc nhiều khi cũng giả bộ làm người phụ nữ mạnh mẽ, có thể là độc lập hết mọi sự việc, nhưng mà cũng đôi lúc cũng yếu đuối lắm, thì cũng muốn khóc, cũng dựa vào một vai một người nào để khóc. Nhưng mà cuộc đời mà đâu phải như mình muốn đâu. Nếu mà bây giờ hôm nay mình gặp được người mà mình hợp ý thì cũng muốn là đi tới xa hơn, để từ bỏ cái đời độc thân đó. Cái mối tình hoặc là một cái mối quan hệ tìm hiểu yêu đương gần đây nhất của chị là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà người mà mình có cảm tình, mà người đó có cảm tình với mình á, là tính nó mối tình nữa, nó có sự tương tác qua lại thì chắc cũng cách đây 10 mấy năm. 10 mấy năm. Lúc đó chị mới là khoảng 40 mấy tuổi, 40 tuổi. Lúc đó lương duyên không tới được hả chị? Không thể nào tới được á, tại vì anh đó là người nước ngoài, nhưng mà ảnh cũng có vợ rồi. Trước đó nữa có mối tình nào mà có thể tiến tới được hôn nhân mà mình đã lỡ không? Lúc còn nhỏ thì chắc có lẽ là tưởng đời mà hồng, ra đời chắc gặp toàn là bạch mã hoàng tử không, mà đâu toàn là thái tử lưng gù. Nhưng mà vậy thì chị có bị cái nỗi đau nào trong quá khứ chưa mà để cho mình không mở lòng mình ra nữa? Không có. Vậy là cái duyên nó cứ lướt qua vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình sợ mình làm hồn ma trinh nữ lắm, đừng đúng. Trời ơi, sao sợ hồn ma trinh? Bây giờ ấy mà ba mẹ chị còn không? Thì nói đi cũng phải nói lại là hồi đó lúc mà còn trẻ, cái thời thanh xuân á, lúc đó gia đình định cư nước ngoài, rồi xong cái mình có phải không dám yêu đương gì hết, phỏng vấn xong ok là rớt, rồi xong là lúc đó mình cũng đã 30 mấy rồi, lỡ cỡ hết trơn. Đúng rồi, thì bắt đầu 30 mấy tuổi mới bắt đầu đi làm, 39 tuổi mới bắt đầu đi làm công ty thì mấy anh có vợ hết trơn rồi. Thì mình cũng đâu có muốn. Cái đoạn chị còn trẻ sao? Cái đoạn tại vì anh thấy chị cũng sắc nước hương trời lắm mà. Hương này bị ba xa hết rồi. Cũng không biết, duyên không tới. Cũng có người yêu thích mình nhưng mà mình không thích, rồi người mình thích người ta lại không thích mình, không biết sao vậy. Có mối tình nào mà sâu đậm, có va chạm gì chưa? Chắc cũng có đụng chạm chút đỉnh. Chút đỉnh ngoài da. Trời ơi, chút đỉnh ngoài da. Rồi bây giờ sợ hồn ma trinh nữ hả chị? Đó, còn nguyên trọng trắng trinh nguyên luôn á hả chị? Chắc vậy. Rồi buồn không? Em hỏi thiệt, buồn không? Hồi đó thì không, thật sự không có buồn gì hết. Thì sao hồi trẻ mới buồn chứ chị? Trẻ cũng thấy bạn bè mình cũng vậy, giống mình đâu thấy gì đâu buồn. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi thì thấy cũng có lúc mà bệnh ốm đau rồi xong rồi lúc đó không có người bên cạnh. Anh em thì lập gia đình hết, em trai thì lập gia đình hết, mẹ thì già đâu có giúp được mình gì đâu. Thì mới nghĩ là chắc mình cũng phải phá vỡ cái lời nguyền hồn ma tên nữ đó. Ai nguyền chị mà ác ôn vậy? Cái lúc trẻ gia đình không thôi thúc hả? Sợ cái vụ hồn ma trinh nữ là bao lâu rồi? Hồn ma trinh nữ này nó vẫn vương cho mình hoài, không biết chừng nào nó mới buông thai mình. Nhưng mà bắt đầu suy nghĩ tới cái chuyện đó là từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng khoảng vài năm. Có bao giờ chị khao khát có đứa con cho mình chưa? Không. Không, vậy là chị muốn chồng thôi. Bây giờ còn trứng nó đâu đẻ. Mình là tiền mãn kinh chưa chị? Mãn cũng mấy năm rồi mà không ai dớp hết, nên bây giờ phải chịu thôi với người ta. Trời ơi tức quá, trời ơi tức ơi là tức luôn á. Trời ơi thiệt luôn á. Tại vì thật sự luôn nha, nếu mà chị nói chị không có chồng nha, mà chưa có gì mà còn trinh nữ nha, mà chị 56 tuổi là chị quá trẻ và quá đẹp. Quá trẻ hả? Dạ yeah. Mà nếu mà chị không phải trinh nữ chắc chị đẹp hơn nữa đó. Anh cười. Em nói vậy đúng không anh? Không phải trinh nữ chắc người phải tàn thôi chứ. Không có, anh tùy chị. Nếu mà mình bị đàn ông hành xác quá thì mình mới tàn. Chứ nếu mà đàn ông người ta trân trọng, nâng niu, người ta hiểu được giá trị chị phụ nữ, người ta làm cho mình đẹp hơn. Chính xác. Dạ yeah. Rồi anh nghe cái câu chuyện hồn ma trinh nữ bên này anh thấy sao? Cảm động và xúc động chị ạ. Phải nói là cũng rất là tiếc cho người phụ nữ. Thanh xuân phí hoài quá anh ha. Bao nhiêu cái niềm vui, hạnh phúc, yêu đương, giận hờn rồi sung sướng mà chị bỏ trơn trọi luôn à. Thôi không sao, không sao. Bữa nay cố gắng nha. Trời, cố gắng. Chậm nhưng mà mình luôn. Dạ, chậm nhưng mà còn hơn là không có, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thưa quý vị, tự nhiên hôm nay áp lực quá. Dạ, Tường sẽ cố gắng hết sức ạ. Bây giờ anh cho em biết là anh mong muốn tìm một mẫu người như thế nào? Nói về người phụ nữ thì người phụ nữ nào thì cũng đẹp hết. Dạ. Và đối thương người phụ nữ nào cũng đáng yêu hết và đáng trân trọng hết. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu cái là người phụ nữ đó cái thứ nhất là phải chung thủy. Vậy theo anh như thế nào là chung thủy? Dạ, chung thủy có nghĩa là mình là một vợ một chồng. Đặc biệt đối với người nữ là phải chung thủy. Trong tình yêu thì cả nam lẫn nữ đều cần phải chung thủy như nhau, chứ không phải là đàn ông thì được quyền say nắng mà đàn bà thì không được. Anh làm được thì vợ anh sẽ làm được. Và có thể em nghĩ rằng đến giờ phút này thì em có thể chốt hạ là anh nói là 37 năm anh chung sống với người vợ của anh, mà cuối cùng cô ấy không có chịu thông cảm và tha thứ thì nó gãy đổ. Nhưng mà về hướng cái người phụ nữ kia, cái người phụ nữ vắng mặt ngày hôm nay, nhiều khi cổ lại có cái suy nghĩ của cổ là 30 mấy năm cổ đã cống hiến, cổ hy sinh, cổ sinh anh 3 đứa con rồi cháu ngoại, gia đình, mọi thứ đánh nát. Nhưng mà cuối cùng anh đã phản bội cổ. Mặc dù cái phản bội đó theo như anh nghĩ nó chưa phải gọi là sự không chung thủy, nó chỉ mới là cái sự quan tâm, nhưng đó cũng là gọi là ngoại tình trong tư tưởng đó anh. Nha, mình xác định cái chữ ngoại tình thì có thể là cổ bị tổn thương, rồi có thể từ cái sự tổn thương đó cổ lại có những cái điều nói gì đó nó chạm tới lòng tự trọng của anh, cho nên là nó mới dẫn đến sự gãy đổ. Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân. Tường thì không dám nhận xét bởi vì mình mới nghe sơ bộ, mình cũng chưa có hiểu gì, nhưng mà Tường nghĩ cái gì nó phải có cái gì nó sâu xa chứ không thể nào khơi mà 30 mấy năm mà lại ly chia tay. Thì em chỉ muốn anh điều chỉnh lại trong cái suy nghĩ mình một xíu. Tại sao em hỏi anh có gia trưởng hay không? Là tại vì anh nghĩ đàn ông thì là phụ nữ là phải chung thủy. Anh nghĩ anh cũng chung thủy, nhưng mà anh lại có sự say nắng với những người khác, đó là sai rồi. Thật ra chung thủy là chung thủy dù bất là người ta. Em có Tường mới vừa xem một bộ phim, nó có một cái câu nói rất là hay ở trên phim. Đương nhiên là cái cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có những lúc hạnh phúc, có những lúc nó không vui, nhưng không thể vì những lý do đó mà bạn có thể nhảy lên giường của một ai đó. Chính xác. Dạ. Chị cứ nghĩ mình là người chung thủy không? Chắc quá chung thủy. Quá chung thủy, có ai đâu đi chung thủy. Rồi, em cho anh coi hình của anh coi anh. Đây hình của cổ nè, anh có hình không? Đây, anh hãy nhìn đi nha. Nãy giờ sau trò chuyện thì chị hình dung trong đầu ảnh như thế nào? Cao bao nhiêu? Mập hay ốm? Thì chắc ảnh bảo vệ, chắc mặc đồ bảo vệ. Trời đất ơi, chị đã bảo vệ là phải mặc đồ bảo vệ. Nãy đi nghi nghía đi trước rồi. Ồ, có nghi nghía, có chơi ăn gian rồi ha. Thì cũng hồi hộp suốt đêm qua, ta đâu có ngủ đâu, rồi ta cứ nhòm chút xíu. Rồi hiểu rồi, sao anh tìm ra chị chưa ạ? Dạ, chắc có lẽ là đây chị. Dạ, rồi cũng không còn sự lựa chọn với nguyên vàng rẻ không hả? Dạ. Có mình lớn nhất là đúng rồi ha. Mở cửa trái tim. nữ. Dạ, hôm nay tới chương trình em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Anh là suốt đêm là ngủ là không phải nhớ tới em hoài luôn á. Dạ. Đến đây thì anh cũng có món quà này để mà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này em hai chậu và chị Cát Tường hai chậu. Chậu gì vậy anh? Dạ, bông hồng chị ạ. Mà, ủa anh trồng hả? Dạ, con này cũng công ty cung ứng người ta bán cho mình. Trời ơi, đẹp quá mà sao gì mà, ủa rồi anh nói sao, tặng ai? Tặng bạn gái hai chậu và dạ, chị Cát Tường hai chậu. À, rồi em cảm ơn anh nha, quá đẹp luôn. Bông hồng xuất sắc luôn quý vị ơi, coi nè. Đó, trời ơi, đẹp ghê chưa? Đó. Bông hồng vàng nè. Trời ơi, đẹp quá. Bây giờ em tới tò mò cái quà của chị là quà gì mà chị nói gì mà cả đêm gì đó anh dạ, mở ra anh coi giùm em cái. Là chị tự làm hả? Áo gối. Trời ơi cái gối nào hình vuông vậy? Tại mới đầu là tính là tặng là bức tranh, nhưng mà thấy tranh thì khi lâu lâu đi ngang qua mới liếc một cái. Còn này là để trên gối phải nằm, lúc nằm là phải nhớ hoài, trong giấc mơ cũng phải nhớ nữa. Ghê không, ghê không? Ý tứ dễ sợ chưa? Khi mà anh mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Người bạn gái cũng xinh xắn. Cảm xúc của chị như thế nào? Anh trẻ hơn tuổi của anh á. Rồi bây giờ thì Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng quê nhà. Rồi kính thưa anh chị, em mời anh chị thưởng thức ha. Đây là món bánh xèo thì mình nhìn biết rồi ha, trang trí rất là bắt mắt. Còn đây là món gà hơ mông tìm bí đỏ. Dạ, yeah, ăn món gà hơ mông này là bổ khỏe lắm đó anh chị. Nên giờ mình vừa ăn ha, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Và yeah, nhớ tìm hiểu chị kỹ chút nha anh. Dạ, yeah, chúc anh chị ngon miệng ạ. À, cảm ơn các Tường. Dạ yeah. Mời em. Dạ, em mời anh Ẩn. Anh công ty của anh ở đâu vậy? Ở công ty Sơn Hà ở quận 8 đó. Sơn Hà à. Như gần chợ em có thấy có bán food Sơn Hà food phải không ta? Dạ đúng rồi, Sơn Hà food đó. Thường em thấy bây giờ mấy công ty đó, thường là giống như công ty của em á, thì người ta cũng hay mướn bảo vệ từ những công ty bảo vệ á. Chứ cũng hết á. Đúng rồi, công ty bảo vệ thì con này lúc trước thì tôi cũng tôi làm ở bảo vệ nội bộ thôi, chứ không có làm ở công ty dịch vụ bảo vệ. Em giờ cũng đang sống với mẹ hả? Đang sống với mẹ. Ừ. Với 4 em trai. Nhưng mà có nhà lập gia đình hết rồi, cũng ở chung á. Mẹ năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em năm nay là 84 tuổi. Anh có đạo không? Anh thì đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa, em cũng đạo Thiên Chúa. Nhưng mà anh có biết là hôn nhân Công giáo là bất khả phân ly. Lúc mà chương trình nói thì em rất là lo, tại vì á, người ngoài đạo thì người ta không biết, nhưng mà người trong đạo biết là sự gì Thiên Chúa kết hợp là người không được phân ly. Vậy anh có nghĩ anh luôn đi bước nữa thì có sao không? Cái này tôi nghĩ chắc là cũng Chúa cũng đã sắp xếp vậy rồi. Tôi thì cũng cái đức tin rất là lớn vào Chúa. Mà thì trước khi mà đi đến đây thì tôi cũng có đến nhà thờ, rất tiếc là không có được xin tội để nói ra điều này. Tôi cũng đang phân vân này, không biết sao. Anh có vẻ nghiêm túc quá hả? Em thì thích người hài hước. Mà bản thân em thì cũng tùy theo người, khi thân hay là hợp thì mới hài hước được. Còn không thì cảm thấy mình mỗi người muốn hài hay muốn giỡn gì đó thì cảm thấy mình vô duyên. Nhưng mà em thích, em rất là thích người nào vui vẻ, hồi mặt bác. Anh thì chắc là cái tính tình nó trầm lặng và ít nói. Dạ, hai người ít nói hơn nhà im cái chùa Bà Đâm này. Tôi nghĩ ví dụ như mà mình tâm đầu ý hợp rồi thì cũng có thể tạo ra những cái không khí vui vẻ. Nhiều khi như thế. Nãy giờ cũng thấy là hợp nhiều thứ lắm à. Em ngồi ngoài em quan sát em thấy cũng ổn lắm à. Vấn đề là bây giờ mình cho nhau cái niềm tin đó chị ha. Mình có đức tin tụi mình cho nhau niềm tin nữa thì mới được. Em cũng hy vọng nha, chuyến này cố gắng làm sao nha chị. Đừng để hồn quan trinh nữ nữa nha chị nha. Đó là ăn thua chị thôi. Dạ hôm nay anh đi với ai? Dạ hôm nay đi với đồng nghiệp, anh Nguyễn Thanh Tâm thôi. Dạ hôm nay chị đi với ai? Làm chung vậy là cũng đồng nghiệp luôn. Rồi mời mấy bạn vào đây ạ. Vào đây chơi ạ. Dạ, mình giới thiệu trước đi anh tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào cô Hoa với chào chú Ẩn, chào tất cả khán giả. Thì tôi tên là Võ Thành Tâm, là làm chung với chú Ẩn. Dạ, làm chung được bao lâu rồi anh? Làm chung khoảng gần 4 tháng. mới có 4 tháng hả? Dạ. Sao cái thời gian của chú cái gì nó cũng chóng vánh hết trơn ha. 4 tháng là hiểu gì chú chưa? Dạ thì cũng thưa với chị thì qua quá trình làm chung với chú Ẩn thì chú Ẩn là người rất quyết đoán, làm tận tụy với công việc. Dạ. Nói chung ra là nói với làm đi đâu với nhau. Dạ. Thì cho nên là rất là được việc và rất là chia sẻ cái trong công việc làm với anh em, thì nói chung rất là đoàn kết. Yeah. Thì qua quá trình làm 4 tháng thì tình cảm chú Ẩn thì cũng gắn bó, biết chia sẻ với mọi người và đồng cảm, và nói chung là công việc lúc nào cũng hoàn thành cao. Yeah. Yeah. Hôm nay anh tới đây thì thấy chị đây thì anh thấy là có cái sự tương thích nào giữa hai người chưa? Hôm nay lần đầu tiên xin chào được cô, thì nói chung ra nhìn thấy riêng bản thân tôi thì nhìn thấy cô rất là vui. Và qua cái chia sẻ thì thấy cô cũng có nhiều cái đồng cảm với chú, thì cũng nói chung ra là cũng có nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, nhưng mà đây là cũng là một cái mốc là thấy là để cho hai cô với chú cho nhau cái tình cảm và để tìm hiểu thêm để đến xây dựng hạnh phúc tương lai trong thời gian sau này. Rồi, cảm ơn ạ. Còn em thì sao ạ? Em tên gì? Tên Yến. Rồi Yến làm với cô được bao lâu rồi? Em làm với chị được hơn 1 năm rồi. Nghe câu chuyện của chị mà cái vụ hồn ma trinh nữ đó, em có hôm nay em có gì muốn nói với chị trước khi tiễn chị lên Sa Bông không? Thì em hy vọng là chị sẽ tìm được một người hợp ý. Em thấy chị với chú cũng có chuyện hợp nhau. Chị với chú luôn hả? Cũng hợp nhau ha. Đấy, mà hoàn cảnh của chú vậy thì em thấy sao? Em nghĩ thì cũng như chị em nói thôi, mỗi nhà có mỗi hoàn cảnh thì mọi hai người có thể là tìm hiểu nhau tiếp xem là có hợp nhau hay không. Dạ. Thật ra mọi thứ mình đâu có đoán trước được đâu, đúng không ạ? Nhưng mà em thấy ổn không? Em nghĩ là chị nói một câu với chị Sen đi, có nên cho cơ hội không? Em nghĩ là chị nên cho chút cơ hội. Và cũng là cho mình cơ hội. Đúng rồi. Phá lệ. Rồi, cảm ơn hai bạn trẻ nha. Rồi, mình sẽ theo dõi tiếp câu chuyện của cặp đôi này như thế nào. Bây giờ tôi muốn hỏi chị một câu nữa thôi. Bây giờ hai anh chị nhìn nhau đi ạ. Cảm xúc hiện tại của anh như thế nào? Thì hôm nay gặp Sen thì thấy nó cũng có những cái cảm xúc. Từ cảm xúc đó thì tôi sẽ vun đắp thêm. Dạ. Dạ, vun đắp thêm. Dạ, để cho cái cảm xúc càng ngày càng lớn. Dạ. Còn chị Sen? Thật sự ra là 50 mấy năm nay độc thân. Bây giờ mà nếu mà nói trong vòng có mấy chục phút này mà nói là để có cảm xúc liền á là nói dối. Yeah. Thì nhưng mà em muốn cho mình cơ hội, em cũng muốn cho anh cơ hội nên mình có thể tìm hiểu thêm. Yeah. Dạ, cũng không có ai lúc đó nếu con tim mình không có đập cùng nhịp thì phải chịu thôi. Yeah. Còn nếu mà mình bỏ thêm một cơ hội, mình bỏ lỡ cơ hội thì nhiều khi cái đó oan uổng đối với bản thân mình rồi. Đúng. Nên nhất định cho nên mình không để oan uổng nữa. Hay quá chị Sen ơi. Mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Thông điệp trao quá rõ ràng. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu anh chị cảm thấy mình cần nắm bắt cơ hội này, bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu cảm thấy là ôi đối tượng này các Tường làm mai mà tôi thấy không hợp, có quyền lấy tay ra. Quyền quyết định là của anh chị nha. Dạ, xin mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. 1, 2, 3. Hết thời gian. Theo thủ tục của chương trình, mình đã bấm nút hẹn hò thì mình đứng cùng một bên. Chị cao ghê thiệt chứ. Anh qua em coi coi. Được. Cái đó cũng là một lý do mà ế tới giờ này. Không sao đâu à. Anh cao mét mấy? Mét 67. Chị cao mét mấy? 67. Bằng nhau mà, tại chỉ thằng Quốc thêm đôi giày. Nhưng mà đôi giày này thấp lắm. Cao lét. Thấp đâu mà thấp. Đôi giày thấp hả? Có 3 phân à. 3 phân chị chọn lựa dữ lắm mới được á. Vậy đó hả? Rồi, mời hai anh chị nắm tay nhau đi ạ. Đây em để chủ yếu là coi là cách nói chuyện như thế nào á. Dạ. Tại giờ mình thể hiện lại hỏi tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình với. Dạ, tên đầy đủ là Quỳnh Ngọc Khang Hy. Khang Hy hả? H-I dài, Khang Hy. Ồ, tên đẹp nhỉ. Rồi nghề nghiệp của mình là gì? Quê quán ở đâu? Dạ, nghề nghiệp em là nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh. Mình sinh năm mấy vậy? 92. Dạ, 92 ạ. Rồi, nhiếp ảnh rồi. Hiện tại nhiếp ảnh đang ở đâu nè? Dạ, là ở Vũng Liêm ạ. Vũng Liêm là Vũng Tàu quá hả? Vĩnh Long đúng không? Dạ. Ở Vĩnh Long. Rồi. Em ơi, mình kiếm góc mình ngồi cho nó ổn định một chút xíu được không? Dạ dạ. À, chị chờ em chút xíu. Chỗ này tín hiệu nó hơi yếu. Dạ, em ra đây ạ. Dạ, chị nghe rõ không ạ? Rồi, ok, ổn rồi nè. Bây giờ mình chia sẻ tự tin, nhanh nhẹn dùm chị ha. Điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em như thế nào? Dạ, nói chung thì tại vì gia đình cũng ít cho đi chơi, cho nên là nói chung là cũng ít bạn bè, cho nên là đường tình duyên của em thì cũng hơi lận đận chút xíu á. Còn về điểm mạnh thì đa phần thì giao tiếp thì nói chung thì em giao tiếp thì cũng tốt, và về phần nghệ thuật như là văn thơ và bên ca hát đồ này kia thì em khá tốt ở phần đó. Alo, chị nghe không ạ? Nghe. Rồi, khá tốt, vậy làm luôn nè. Dạ. Làm luôn đoạn bài hát hay gì coi nè. Hát. Dạ. Vậy, em xin hát một đoạn ở trong ca khúc Và Ngày Đầu Đó. Em xin hát vào phần điệp khúc. Dạ. Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi, ngày nào đó khi nắng trắng lên sau đồi, ngày nào đó anh sẽ mãi quên anh đã từng yêu người. Và ngày nào đó khi không thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất thôi xây vòng, ngày nào đó anh không biết sẽ ra sao ngày sau. Dạ. Ok, rồi. Hát cũng hát về đi cô gái được rồi em. Sao mà không có hát tặng cô nào hả? Dạ, nói chung thì tại vì một phần là gia đình của em là sống có thể nói là tại vì sống cùng ông bà đó, cho nên là không phải là chỉ có anh chị và cha mẹ không, cho nên là một phần là khi mà cha mẹ đi làm việc thì em phải ở nhà em trông ông bà nữa. Cho nên là không có thời gian rảnh lắm ạ. Ủa rồi bây giờ thì sao, thời gian có chưa? Dạ, nói chung thì hiện tại thì em buôn bán thì tại nhà. Cho nên là em đăng ký thì để nói chung là thật sự là chỉ để cầu may thôi. Còn thời gian thì em cũng chưa biết là có đi được hay không nữa. Tại vì cũng phải sắp xếp. Mỹ hỏi đi Mỹ. Rồi trước giờ là chưa quen ai hết hả Hy? Dạ thật sự thì lúc trước thì em cũng có đăng ký lên chương trình, và chị đó cũng có mời em đi lên Sài Gòn. Thì lúc đó thì em không có thời gian rảnh, thì em đã từ chối. Và em có lên trên Facebook và vô nhóm tìm màu Quán Phương á, thì có một bạn gái đó ở cùng tỉnh với em, cho nên là ở gần, cho nên là em đã hẹn gặp và cũng có mối tình kéo dài mấy tháng. Tìm bạn bốn phương. Dạ. Rồi. Hình như là trang đó hình như giờ là không còn nữa chị ạ. Quen được mấy tháng? Dạ em nhớ chính xác hình như là đâu khoảng 4 tháng. Quen được 4 tháng ở ngoài luôn á hả? Dạ quen ở ngoài. Quen tại vì nói chung là tụi em cũng yêu xa, chỉ gặp nhau đầu cuối tuần thôi. Cho nên là có thể là người ta nói sao mà cách lòng mà. Có thể là tại vì mình không dành tình cảm cho người ta nhiều quá, cho nên là bạn gái đó có một người bạn khác phía sau lưng em, cho nên là em không chấp nhận được, cho nên là chia tay. Nhưng mà em bận đến mức độ là em không có thời gian để tìm kiếm hạnh phúc cho mình hả em? Dạ thật sự thì không phải là cái thời gian mà em làm việc em bận đến mức độ vậy mà là tại vì cái thời gian là nói chung là gia đình của em á, có thể nói là nó cũng có một chút là ảnh hưởng của còn dư lời của kiểu phong kiến chút xíu, cho nên là nói chung là dạ, phong kiến ví dụ là có thể là cái nhà là truyền từ đời này qua đời nọ, thì nói chung là con cháu phải ở đó giữ gìn rồi nói chung là chăm sóc ông bà đồ này kia vậy đó, chứ nói chung là không có được cái khoảng tự do cho lắm. Đến nỗi em ví dụ một cái như hồi nãy giờ chị thấy là đến nỗi một cái góc riêng để phỏng vấn riêng với chị cũng không có, tại vì gia đình em là ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung, không có phòng riêng đó, chị hiểu em nói, tức là cái riêng tư đó, vậy, nếu mà em lấy vợ về thì vợ em ở chung với em cũng phải như vậy á hả? Dạ, nó thật ra thì nếu như mà vợ em có vậy, hay là em ra đường sống với vợ em tại một cuộc sống riêng và gia đình riêng cho bản thân mình. Dạ, thì nói chung thì gia đình em thì nói chung là ruộng đất cũng nhiều. Nếu như mà xây một căn nhà riêng cho hai vợ chồng đó, thì cũng không phải là không thể, ở cạnh nhà thôi. Rồi có thể chạy qua chạy lại thường xuyên đang chăm sóc cho ông bà cha mẹ cũng được. Ý em không phải ý em nói là không phải là em phải bắt vợ mình phải tuân theo những cái của mình. Nếu như mà có chuyện gì thì vợ chồng cứ ngồi xuống bàn bạc với nhau. Nếu như mà vợ chấp nhận thì thấy mọi chuyện cũng êm xuôi cả thôi. Nhưng mà dạ cũng khó em, tại vì bây giờ con gái thời buổi bây giờ người ta cũng khác hồi xưa rất là nhiều, không phải phong kiến và người ta cũng không thích cái sự gia trưởng nhiều. Rồi bây giờ vậy nè, em mong muốn bạn gái như thế nào nếu mà em tiến với chương trình để chị biết chị kiếm cho em? Có thể là sẽ có những người mong muốn được như vậy. Dạ, nói thật thì bạn gái thì nếu nói là người ta có một câu nói là tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Quan trọng là đẹp ở trong tấm lòng của mình, tâm hồn của mình đẹp là được. Cho nên là chỉ cần một người phụ nữ là biết lắng nghe, biết chia sẻ. Và một phần nữa không phải là em tìm bạn gái là để đi chơi với mình hay là để khoe với bạn bè là mình có bạn gái hay gì, mà là để có một người ngay mà lúc mà mình buồn có thể ở sau lưng chia sẻ, an ủi, cảm thông với mình. Bao nhiêu đó là đủ. Rồi, ngoại hình thì sao? Em mong muốn bạn gái cao bao nhiêu? Nói về ngoại hình thì thông thường thì em thích bạn gái cao khoảng 1m5 mấy. Em cao thì khoảng 1m74. Em mong muốn một bạn gái cao khoảng ngang vai em. Ồ, em cao 1m74 à? Ngon đây, rồi. Rồi, còn về nghề nghiệp thì sao? Em mong muốn bạn gái như thế nào? Dạ, nghề nghiệp thì vô tư là sao cũng được ạ. Em lo được cho bạn gái nếu bạn gái thất nghiệp được không? Dạ, nói thật là em mong muốn là bạn gái mình ở nhà chuyên, nếu được có việc làm thì tốt, còn không thì cứ ở nhà nội trợ. Thì em nghĩ có một câu nói của ông bà rất là hay, thì người ta nói là rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp cù khen ngon. Thì nói chung là miễn vợ chồng đồng lòng với nhau, nếu bạn gái ở nhà thì tề gia nội trợ cũng được rồi, chứ không nhất thiết là phải có công việc ổn định mới được. Còn như vậy thì chị nghĩ chắc em mong muốn bạn gái là phải ở Vĩnh Long giống em hả? Dạ, nếu như mà em không có đòi hỏi là vị trí của bạn gái là ở đâu hết, nhưng mà nếu ở gần thì sẽ tốt, tại vì em có thể tiện gặp mặt hơn. Còn nếu ở yêu xa, ở khoảng thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam thì sao? Dạ, nếu mà ở trong phạm vi miền Nam thì được, nhưng mà em không mong là bạn gái ở phạm vi ở ngoài miền Trung hoặc miền Bắc. Ok. Rồi về tuổi tác cho chị biết là em mong muốn tuổi tác bạn gái như thế nào, cho chị con số nhất định. Dạ, nói về tuổi tác thì Em xin nói về năm sinh đi ha, tại vì thông thường thì có người ta nói tuổi âm tuổi tây, tuổi tây tuổi ta đó. Thì em sinh năm 92, thì em mong bạn gái của em á, thì nếu mà lớn hơn á, thì chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi, là sinh năm 90. Là thông thường thì người ta có một câu là nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Cho nên em mong là nếu mà lớn hơn em thì chỉ lớn hơn 2 tuổi thôi. Ừ. Còn như là nhỏ hết đúng không? Là được hết đúng không? Dạ nhỏ, nhưng mà cũng đừng có nhỏ quá. Nói chung là phải trên 18 tuổi. Rồi ok. Rồi đây là một buổi phỏng vấn bẩm ngoan hò thôi. Nếu mà em được lựa chọn vào chương trình đó, sẽ giới thiệu sơ lược về thông tin cá nhân của mình trước nha. Rồi mình giới thiệu lại tên tuổi nè, rồi nghề nghiệp và quê quán cũng như địa chỉ hiện tại của mình dùm em nha. Rồi mời anh ạ. Em là tên đầy đủ em là Trần Việt Anh. Em sinh năm 1998. Hôm nay là em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm kiến trúc sư về nội thất tại Hải Phòng, được đến nay được 1 năm rưỡi. Ở Hải Phòng là mình làm ở Hải Phòng luôn hả anh? Dạ vâng, em là Hải Phòng luôn. Dạ rồi ok. Rồi mình làm kiến trúc sư vậy thì thu nhập của mình tầm khoảng bao nhiêu anh ha? Thu nhập của em dao động nếu như mà tháng cao điểm thì khoảng 12 đến 13 triệu. Còn dạ nếu rồi mà thấp điểm thì vào khoảng 9-10 triệu. Dạ rồi mình chia sẻ thêm về điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân mình nha. Về điểm mạnh của em thì điểm yếu chứ vậy. Điểm yếu thì thứ nhất là chắc là em hơi bừa bộn một xíu, tại vì là em đi làm một mình, tại vì là cho nên là nhiều cái qua loa để cho nhanh để vào công việc, cho nên là những cái ngoại lề em không có thực sự chỉn chu ra lắm. Đây cái thứ nhất. Với lại cái thứ hai có lẽ là chắc là em hơi hướng nội, kiểu hay khá là ngại ngùng gặp người lạ, nhất là những bạn khác giới, tại vì em chưa tiếp xúc nhiều cho nên là chắc là cái đấy là điểm yếu của em. Dạ, còn về cái điểm mạnh của em thì điểm mạnh thì em khá là tập trung vào những cái công việc của mình. Ví dụ như là khi mà em khi mà vào công việc của mình thì tập trung hoàn toàn vào công việc, hầu như là em không có thời gian hay là không có để ý vào điện thoại của những cái công việc khác, của những cái đấy là thứ nhất. Với lại là thứ nhất một cái nữa là em không biết cái này có gọi là điểm mạnh hay không, mà thực ra em sinh hoạt giờ rất khá là giống kiểu người già, tại vì tầm 9 đến 10 giờ là em dừng hết tất cả hoạt động của em, tại vì em hay giờ làm việc của em và bắt đầu vào sáng sớm ấy. Cho nên khả năng là buổi đêm là em không hay giờ điện thoại ra để nhắn tin bất kỳ một ai. Dạ rồi. Tại vì chương trình của mình á, thì sẽ ghi hình ở Hồ Chí Minh á, thì không biết là bạn ở Hải Phòng như vậy thì mình có vào ghi hình đúng không ạ? Nếu mà khi mà có người phù hợp với mình á. Thực ra là có, em cái này là em đã xác định rồi, là cái này em khá là chủ động. Với lại ở Hải Phòng em là có sân bay mà, cho nên là di chuyển ở Sài Gòn cũng không phải là cái gì khó khăn lắm. Dạ rồi, nếu như mà có người phù hợp thì chương trình sẽ tranh thủ đó sớm với mình để mình chuẩn bị hen. Rồi giới thiệu hồi đó, rồi hồi đó là mình đã trải qua mối tình nào chưa bạn? Từ trước đến giờ thì em có quen với một bạn rồi, nhưng mà đã chia tay đến bây giờ là được hơn 1 năm rồi. Là mình quen nhau là có do mai mối không, hay là mình quen nhau một cách tình cờ thôi? Rồi lý do vì sao mà mình chia tay nè? Đấy là do tình cờ, tại vì là em với lại bạn đấy là quen nhau ở cùng chỗ làm, nhưng mà chia tay tại vì là thực ra người đấy có gia đình rồi, cho nên là phải dừng. Dạ rồi. Ủa, nhưng mà lúc quen là em không biết bạn ấy có gia đình hả? Lúc đấy thì tức là bạn ấy giấu, nhưng mà đến em phát hiện ra hoặc hóa ra là chồng bạn ấy thì em cũng từng gặp rồi, tại vì khá là lâu rồi, cho nên là đến lúc biết rồi thì nói chung là thì đấy là em gặp chồng bạn ấy rồi là em cũng biết rồi, nhưng mà em vẫn nhảy vô hay sao? À không, tức là em quen anh ấy, nhưng mà em chưa từng gặp vợ anh bao giờ. Đến lúc mà khi mà em đi làm, tại vì chỗ làm của em là chỗ làm thêm rồi, em học sinh viên ấy, cho nên là em quen chị đấy. Đến khi một thời gian quen rồi thì mới biết đấy là hai người là vợ chồng, cho nên là phải dừng. À dạ rồi. Vậy thì bạn tham gia chương trình đó, thì bây giờ bạn muốn tìm một cái bạn nữ như thế nào ạ? Bạn đi tả rõ giúp mình nha, như ngoại hình nè, tuổi tác, cũng như là công việc với lại nơi ở của bạn nữ á, để chương trình dễ tìm được phù hợp với bạn nữ, tìm được phù hợp với. Vậy là bạn nữ thì em mong muốn là bạn ấy sẽ ở Hải Phòng hoặc là các tỉnh ở xung quanh Hải Phòng để có thể là dễ di chuyển, tại vì công việc của em là không, cái đặc tính của công việc của em là không đi quá là dài ngày được. Đấy thứ nhất. Thứ hai là em chỉ cần bạn ấy dễ nhìn, ngoại hình bạn ấy dễ ưa nhìn một chút thôi, em không có quan trọng bạn ấy gọi là quá là mập mạp hay là ốm như nào đâu. Với lại về tuổi tác thì em cũng không quan trọng, bạn ấy có thể hơn tuổi hoặc là kém tuổi em hoặc là bằng tuổi nào cũng được. Ngoại hình á, em mong muốn bạn gái của em là cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m nhiêu? Em cao 1m78. Hả? Cao 1m78? Dạ. Em cũng không quan trọng bạn ấy là cao bao nhiêu đâu. Rồi ok. Rồi tuổi tác là em cho con số nhất định đi, từ 92k cho tới 93 được không? Được. Từ 2k cho được. Tới 93 hoặc là 90, 91 được không? Được. Chọn chơi gái 91 luôn hả? Ý là quen gái 91 luôn hả? Được hả? Lớn hơn em nhiều tuổi đó. Tại vì là bạn em quen lần trước là sinh năm 90 cơ, cho nên là em cũng không quan trọng. À không quan trọng đúng không? Rồi ok. Quê quán là, nếu mà quê quán ở không phải ở Hải Phòng mà ở miền Nam được không em? Miền Nam, nhưng mà nếu như ví dụ như là bạn ấy học tập làm việc ở xung quanh Hải Phòng hoặc là ở các tỉnh kế Hải Phòng, ok mà. Em thực ra là cái chuyện bạn ấy quê ở đâu, bạn nhà ở đâu cũng không quan trọng. Nói chung là ở miền nào cũng được đúng không? Dạ, miễn sao là cái trong thời gian tìm hiểu đừng có xa quá để có thể dễ gặp mặt. Rồi ok. Rồi đây là một buổi casting bạn muốn hẹn hò thôi. Nếu mà em được lựa chọn và quên nữa, mà em có còn mong muốn tôn giáo hay gì không? Không, bạn nữ có thể theo bất kỳ tôn giáo nào cũng được. Ok. Rồi nếu mà em mong muốn bạn nếu mà em được lựa chọn về chương trình á, thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với em sau ha em ha. Rồi mình giới thiệu về bản thân của mình dùm em ha, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp nha. Rồi. Mình tên Nguyễn Minh Dương, sinh năm 1994. Mình quê quán mình là ở Quy Nhơn, hiện tại mình đang làm đầu bếp ở Quy Nhơn luôn. Mình đầu bếp nhà hàng hay là mình đầu bếp ra quán ăn, mình tự mình làm chủ vậy bạn? Nói chung là mình làm đến nhà hàng ạ. Cho mình cái tên nhà hàng của bạn ha. Nhà Vườn Chuối. Ừ. Là mình đầu bếp chính hay đầu bếp phụ ha, là như thế nào vô? Nói chung là mình là bếp chữa đấy ạ. Ừ. Rồi ok. Ở ngoài đó không có ai sao mà phải lên tham gia chương trình vậy vô? Nói chung là mình không có thời gian nhiều. Ừ. Vậy là lên chương trình để nhờ chương trình tìm, chứ mình không có thời gian tìm hiểu hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi vậy thì chương trình bây giờ chương trình tìm rồi về có thời gian tìm hiểu không? Có chứ. Khóc người ta không? Nói chung thì mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ thời gian chứ. Ừ, nhớ nha. Để mắc công mà bạn gái bạn mang vốn tụi tôi nữa. Là ông không có thời gian để chăm sóc tụi tôi mà chăm sóc tôi mà sao mà ghét ha. Dạ. Yeah. Rồi. Mình nói về điểm mạnh, điểm yếu mình xíu đi Dương. Nói chung điểm mạnh của mình thì mình không hút thuốc mà, không nhậu. Nói chung là cũng ít đi chơi. Còn điểm yếu mình thì mình hay cái là được hay nóng tính. Khó chịu. Phải nóng tính nhất Dương làm gì? Đánh người không? Hay sao? Nói chung là khi mình nóng thì mình hay im lặng. Khi mà mình giận một chuyện gì đó là mình hay im lặng và mình hay muốn một mình cho thoải mái thôi. Ừ, hay im lặng thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi. Còn ngoài tập đó ra thì còn cái gì xấu không? Điểm yếu không? Nói chung là không à. Ừ. Rồi. Ủa mà Dương mình sao Dương? Dạ. Có mấy mối tình rồi, kể chi tiết những cái mối tình đó, quen bao lâu, lý do vì sao hai bạn chia tay? Dạ, nói chung thì em cũng có hai mối tình chị, một mối tình là lúc em năm 22 tuổi. Là quen cũng được 4 năm, và sau đó chia tay, và mối tình thứ hai là quen cách đây cũng được 2 năm. Ừ. Quen 4 năm mà lý do chia tay là gì? Nói chung là do gia đình mình gái thôi. Mình cụ thể giùm chị đi Vô. Là gia đình bạn gái nào mà mình phải chia tay bạn gái vậy? Nói chung là do gia đình mình gái, là lý do là lúc đó là mình cũng khó khăn, mình chưa có gì sự nghiệp gì hết, nên là người, bên gia đình gái là không đồng ý cho mình thôi. À là không cho mình quen bạn gái thôi. Đúng rồi. Và, cái mối tình thứ hai là nó cũng tương tự giống như vậy luôn. Là lúc đó là bao nhiêu tuổi mà chưa có sự nghiệp, đến bây giờ thì mới có? Lúc đó năm đó 22 tuổi. À, là độc thân bao nhiêu lâu rồi? Em độc thân được 3 năm rồi chị, 4 năm rồi đó. Ừ, là lúc đó mình chưa làm nghề đầu bếp đúng không? Nói chung có, nhưng mà lúc đó là nói chung là công việc nó bấp bênh, còn bây giờ là nó đã ổn định rồi. Ừ, rồi. Thì bây giờ mình mong muốn cái hình mẫu như thế nào nè? Nói chung là một người con gái thì mình thì cũng không còn quan trọng là người đó xinh hay đẹp gì hết cả, nói chung là ngoại hình ưa nhìn là được. Ưa nhìn của em khác ưa nhìn của chị, bây giờ em cho chị cụ thể đi. Ngoại hình cao bao nhiêu, rồi tóc tai gì như nói thế chung nào? Là tầm khoảng 1m60 đến 1m65. Em cao bao nhiêu vậy Vô? Dạ em cao 1m72 chị. Ok. Rồi, cô đó như thế nào nữa? Thì nói chung là em muốn quen những người cô gái là rất là một là miền Nam hoặc là miền Trung hoặc là miền Bắc, còn miền Tây là em không thích. À, không thích miền Tây rồi lại miền Tây. Rồi còn gì nữa nè? Độ tuổi thì sao? Nghề nghiệp như thế nào? Thì nói chung là độ tuổi thì tầm con 25 cho tới từ độ tuổi từ 25 cho tới độ tuổi của em. Ừ. Nói chung là cái nghề nghiệp thì em cũng không quan trọng lắm. Thì nói chung là phụ nữ thì bây giờ nói chung không ai cũng có công ăn việc làm hết cả, riêng hết cả chứ không phải là không. Ừ. Rồi thì bạn nữ ở xa em có thể bạn nữ ở xa xíu thì ok luôn đúng không? Dạ ok chị, tại vì thường là tại vì em làm ở đây là từ 1 tháng là em được 14 ngày. Ừ. Ok. Rồi mình điểm nào mình không thích ở người phụ nữ, cho chị 3 điểm đi. Nói chung là điểm em không thích người phụ nữ là ăn chơi là một này. Cái thứ hai cáu gắt với là cáu gắt. Ừ. Và cái điểm thứ ba là đi mà không nói, là em không thích 3 điểm đó. Đi đâu ngoài cũng phải nói. Bản thân em đi có nói không? Có chứ chị, ví dụ em đi làm cũng vậy. Ví dụ bữa nào em đi chơi bạn bè, hôm nay đi chơi về chắc hơi muộn một xíu, em cũng phải nói trước là đóng cửa chứ, khi nào về thì gọi. Rồi còn gì nữa không? Dạ rồi chị. Mới có 2 điểm mà. 3 mà chị. 3 rồi hả? Ăn chơi và cáu gắt và đi không nói đó. Rồi. Rồi mình còn nhu cầu gì nữa không Hải? Quên Dương. Dạ không chị. Rồi thì em biết hát hò gì không nè? Nói chung là hát hò thì em cũng thỉnh thoảng đó chị, chứ cũng không hay hát lắm. Ở đây cũng không phải là The Voice hay cái gì hết. Nếu là đây là điểm cộng người thôi, thì em có thể hát 1-2 câu gì đó để góp vui cho chương trình ha. Nói chung là tự vì em cũng ít khi đam mê hát lắm chị, nên là cái giọng em hát thì nó cũng không ấy lắm, nên là em cũng không muốn hát chị. Nhưng mà khi mà lên chương trình thì em làm gì để tỏ tình, hoặc là bạn gái hát thì chẳng lẽ em từ chối bạn gái? Thì nói chung là lúc đó mà cái bạn gái mà yêu cầu thì em sẵn sàng mở lòng thôi. Còn giờ thì không hát đúng không? Rồi thôi vậy thì cứ chuẩn bị đi ha. Dạ. Rồi buổi casting của em thì đến đây kết thúc ha. Tại vì giờ tụi chị cũng đã ghi nhận hết rồi. Nếu như mà có người phù hợp thì chị sẽ liên hệ lại, tại vì nó lại sẽ còn vòng 2 nữa rồi mới được lên sân khấu. Nếu mà được chọn thì em vòng 2 em sẽ gặp một biên tập, nói chuyện 1-1 với nhau thì dễ trao đổi hơn. Dạ. Rồi cảm ơn em ha. Em có thể rồi cuộc gọi với chị rồi.